xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài Tại sao người ấy cư xử với bạn như ở hiện tại. Đây là video chọn tụ bài, và ở đây mình sẽ có hai bộ bài. Các bạn sẽ lựa chọn một bộ bài phù hợp với năng lượng của mình, và sau đây mình sẽ đếm từ 6 tới 1. Các bạn lựa chọn nhé. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vì đây là trải bài chung, mình hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất và lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Và sau đây mình xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ bài màu vàng. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn bộ bài màu vàng. Trong trải bài các bạn có những lá bài sau đây. Đầu tiên là các bạn có lá bài Nine of Swords, chính kiến. Và lá bài thứ hai nữa là các bạn sẽ có lá bài, một lá bài trong bộ ấn chính, The Empress. Và kế tiếp nữa, lá bài cuối cùng là các bạn sẽ có lá bài. Và lá bài đầu tiên, lá bài chính kiến, là lá bài đại diện cho điều mà họ nghĩ về mối quan hệ của hai bạn là gì. Khi mà lá bài này xuất hiện trong một trải bài á, thực sự mình muốn nhanh chóng cải tổ lại cái trải bài này dễ sợ luôn á. Nhưng mà có một cái lý do, bởi vì mình không có thích lá bài này lắm. Lá bài này hàm ý rằng á, bạn không phải có một cuộc sống tồi tệ, mà chính họ thấy là bạn đã để cho những cảm xúc tiêu cực chiếm lấy toàn bộ sự tồn tại của mình trong mối quan hệ giữa hai người. Họ cảm thấy là bạn hình như bị quá tải khi mà bạn ở bên cạnh họ. Bạn đầy lo lắng, đau buồn, ghen tuông, vô cớ rất là nhiều. Đây là cái lúc bạn phải nên xem xét kỹ là cái điều gì khiến cho bạn trở nên vậy. Xác định xem là liệu bạn có vượt qua được cái cảm xúc tiêu cực của mình không. Chính mình tạo ra cái tiêu cực thôi chứ không phải ai hết các bạn. Một cái hình ảnh rất là buồn, một cái hình ảnh một cái người đang cúi đầu xuống, thức dậy trao một ơn ác mộng giữa ban đêm ngay trên giường của mình. Các bạn đã tuyệt vọng rất là nhiều và khóc rất là nhiều sau những cái tổn thương của chính mình. Những cái sợ hãi, lo lắng, nó khiến cho bạn chóng ngợp đến tan vỡ luôn. Cái này á, là cái tan vỡ cái khả năng của bạn đau khổ về tinh thần rất là nhiều luôn. Tập trung quá nhiều vào quá khứ, không thấy sự vui vẻ, chỉ thấy chữ ác mộng, tuyệt vọng, mất ngủ. Chuyện này á, không phải cuộc sống nó khiến bạn trở nên như vậy, mà tự bạn cảm thấy lo lắng quá cao khiến bạn cảm thấy mọi thứ nó tồi tệ hơn thôi. Bởi vì bạn cứ cho rằng những cái suy nghĩ tiêu cực nó dẫn bạn đi, cho rằng cái bất hạnh, cái sâu sắc này là do bạn phải gánh lấy. Bạn choáng ngợp, bạn không thể đối phó được tất cả mọi thứ trên đời này. Không phải bạn. Bạn thể hiện sự đau khổ tinh thần nó rất là nhiều. Đó là bạn chọn cái kiểu như vậy thôi, chứ không phải là cái vấn đề nó đưa ra như vậy. Bạn ước là bạn có thể trở lại thời gian cũ để mình viết lại cái quá khứ cho một cái gì tốt đẹp hơn. Đừng có cảm giác ăn năn tội lỗi các bạn. Đừng bao giờ tội lỗi về vấn đề mình làm hết đó. Chỉ thấy cái bài học trong đó thôi. Tại vì khi mà bạn cảm thấy tội lỗi như vậy á, cái tội lỗi này sẽ xuất hiện hoài, và tình cảm của bạn mãi mãi sẽ là những cái lỗi đó xuất hiện lại. Mình thấy cái bài học đó, mình rút kinh nghiệm, mình sửa đổi cho lần sau mình tiến triển hơn. Thì đây chính là cái bài học của lá bài muốn khuyên cho các bạn. Bản thân của lá bài này xuất hiện á, nó biểu thị là một trong hai bạn cảm thấy là tội lỗi hối hận, dấu hiệu là không chung thủy lừa dối đang gây hại cho tình cảm của hai người. Thực sự là họ đã thấy bạn đã bị cảm xúc dắt bạn đi rất là nhiều luôn, quá căng thẳng luôn, mắc chứng rối loạn lo âu luôn, khiến cho mối quan hệ này trở nên một cách thử thách rất là nhiều. Bạn không có kiềm chế cảm xúc của mình, bạn không có điều khiển được nó, bạn để cho những cơn thịnh nộ của mình lấn át tất cả những cái gì diễn ra xung quanh các bạn. Mà nếu như bạn không có chịu thay đổi, bạn không có thay đổi cái quan niệm của mình về cái chuyện quá khứ, rút kinh nghiệm từ bài học đó, thì chắc chắn cái tương lai nó sẽ không có mở ra cho bạn đâu. Khi mà bạn thoát được cái chuyện này, thì bạn mới thấy được là những cái gì đó ánh sáng, một cái con đường mới cho bạn. Còn không, bạn sẽ bị rối loạn lo âu, cảm chứng mất ngủ vây hoài hoài luôn. Bạn phải vật lộn với nó mãi mãi. Nếu các bạn không chịu tự đứng dậy, lựa chọn mình, lựa chọn cho mình không buồn nữa, lựa chọn cho mình ra khỏi cái mối quan hệ đó, lựa chọn cho mình sống đẹp, sống vui, sống có ích hơn, chính là lựa chọn nằm ở phía bạn mà thôi.
Hình ảnh của lá bài á, là căn phòng tối, đây chính là một cái phần trong chính con người của các bạn chưa được khai sáng, hoặc đó chính là cái sự chán nản, sự phủ định, sự rối bời và một khía cạnh tình cảm của các bạn. Việc úp mặt vào đôi bàn tay biểu tượng cho sự sợ hãi, xấu hổ. Nó nói lên rằng là các bạn nên nghiêm túc xem xét lại vấn đề của mình đang gặp phải. Các bạn phải đối mặt với nó, chấp nhận nó. Khi bạn chấp nhận cái việc mình đau khổ là bạn đã bước tới một cái được bình an trong nội tâm của mình rồi. Cái việc chấp nhận cái chuyện đó đã diễn ra rồi là cái điều quan trọng nhất bạn cần phải làm lúc này. Mình đối mặt với nó để mình giải quyết nó, chứ không phải mình đối mặt nó để mình đau khổ nha các bạn. Nó khác, hai cái quan điểm nó khác nhau hoàn toàn. Và chính các bạn tiếp nhận cái nỗi đau, nỗi buồn, sự lo âu này á, đều xuất phát từ tâm trí của các bạn, nó điều khiển các bạn. Tâm trí các bạn tiêu cực á, bạn thử yêu bản thân mình đi, thử sống nội tại của mình đi. Tỷ cái lý trí muốn hơn thua, muốn được cái mong muốn, muốn kỳ vọng ở người khác, nó khiến cho bạn trở nên bi quan và tự tra tấn mình với những nỗi sợ hãi và nghi ngờ đó. Bạn dẹp lý trí qua một bên, hãy làm theo yêu thương bản thân của mình. Bởi vì lý trí nó bị điều khiển bởi định kiến xã hội này, bởi cách giáo dục này, bởi tôn giáo này, bởi gia đình này, bởi người ngoài rất là nhiều. Bạn đừng để những cái đó nó làm cho bạn bạn sợ thua cuộc, bạn sợ mình không được yêu, bạn sợ những kỳ vọng mong muốn mình không đạt được thôi. Chứ bây giờ các bạn thử tập là mình chấp nhận cái nỗi đau đó, mình buông nó ra, mình không kỳ vọng, mình không mong muốn, mình không có gì hết nữa, là nó khác liền à. Mọi chuyện nó sẽ cho một cái cảnh khác, khác hẳn luôn á. Đừng để lý trí nó điều khiển các bạn nữa. Đây chính là lý do tại sao mọi người ấy nó họ cư xử với bạn như hiện tại, là chính vì cái nỗi sợ hãi của các bạn đó. Khi mà lá bài The Emerald đã xuất hiện đó, là vấn đề họ cảm nhận như thế nào, họ muốn cái gì ở cái mối tình này. Họ muốn là họ muốn tìm một cái người thật sự là biết yêu thương bản thân của mình, một người thể hiện tính nữ rất là nhiều, một người đang cố gắng đem những cái tin vui vẻ về tình yêu, chứ không phải là đem đau khổ, đem tổn thương, đem chửi bới, đem cái gì nóng giận, cảm xúc của mình tiêu cực, mình nghĩ tùm lum tà la, mình ghen tuông, nói chung là tất cả những cái tiêu cực đang diễn ra bạn là họ không chấp nhận. Họ chấp nhận bạn là có thể là một người phụ nữ chính thức, một người thực sự đem lại giá trị, đem sự thoải mái bằng sự cố gắng của các bạn. Bởi vì đây là một lá bài, nó đại diện cho một vấn đề, một cái chuyện tình yêu tốt đẹp dựa trên sự ổn định nè, về tinh thần nè, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau nè. Và hai, các bạn phải trải qua một khoảng thời gian thực sự ngọt ngào với nhau. Bởi vì những cái bất như kiến diễn ra trong cuộc sống này do các bạn không chấp nhận cái sự khác biệt của người ta mà thôi. Các bạn không tôn trọng người ta mà thôi. Bởi vì khi mình tranh cãi là mình không để cái tôi của mình nó ngự trị mình nhiều quá. Cái tôi của mình là do mình được giáo dục từ trường học, gia đình, xã hội nó khác với người ta. Bạn bắt người ta sống y chang bạn sao được, không bao giờ được, nó không giờ xảy ra hết. Bạn đừng có mong muốn, bạn đừng kỳ vọng thôi gì hết. Mình yêu, mình cho đi nhiều hơn đi, thì mọi thứ một chuyện nó khác hơn hẳn rồi. Nhưng mà lá bài này nó cũng cho thấy á, là hai bạn sẽ có thể trở lại với nhau đó nha. Sau một thời gian căng thẳng thì hai bạn có triển vọng trở lại về mối quan hệ như xưa. Bởi vì nếu như mà có ý định quen trở lại yêu cũ thì họ có ý định nha. Họ muốn hàn gắn lại mối quan hệ tình cảm đã nhiều tan vỡ này. Thì lá bài nó dự báo là mọi chuyện sẽ rất là suôn sẻ. Nên các bạn phải thay đổi đi các bạn. Yêu bản thân mình đi. Dẹp bỏ cái đau thương, dẹp bỏ cái tiêu cực qua một bên đi. Nó tào lao quá các bạn ơi. Mình có một cái mẹo để cho các bạn yêu người khác nhiều hơn là vậy nè. Các bạn đừng có bao giờ nhìn vô cái điểm tiêu cực của người ta. Bạn càng nhìn tiêu cực, bạn càng nói nó càng nhiều, cái tiêu cực nó càng lớn, 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 lấn át luôn những cái tích cực của người khác. Bây giờ bạn làm ngược lại cho mình. Nhìn vô cái điểm tích cực của người ta, xem người ta tốt với bạn như thế nào, tại sao họ yêu bạn. Bạn phải nhớ lại, bạn phải xây dựng cái hình ảnh rất là tích cực về cái người đó. Thì cái người đó sẽ rất là tích cực. Đặc biệt khi mà tích cực được nâng lên cao, làm lớn, làm bự lên đó, tiêu cực mất tiêu hết trơn. Bạn tập khen, bạn tập khuyến khích, bạn tập cho người ta niềm tin, hy vọng, đem giá trị, đem sự thoải mái, vui vẻ. Ai mà không uống bên bạn, bạn hãy phấn đấu cho mình, phấn đấu trở thành cái người mà họ muốn ở gần mình, chứ không phải phấn đấu trở thành cái người mà ta ghét ở xa mình.
cái người muốn ở gần là gì, mình muốn sao mình làm y chang vậy đó với người ta. Cái này rất là đơn giản. Điệp của lá bài này á là nó muốn bạn trở thành một cái người phụ nữ dịu dàng với tình yêu dành cho con trai, dành cho chồng con, dành cho gia đình, dành cho người yêu của mình, với phẩm chất dịu dàng nhưng tình yêu vô cùng to lớn, tình yêu không mong cầu kỳ vọng gì hết, một tình yêu vô bờ vô bến, một tình yêu giống như là nó tràn lan đại hải các bạn. Cái kiểu là mình phải cho đi nhiều hơn, bởi vì bạn sống mà bạn cứ muốn mình cái này, mình muốn được cái này, mình muốn người ta phải chiều mình muốn người ta cái kia, không có được các bạn. Bởi vì bạn sẽ thấy là bạn mong muốn thì bạn làm cho đối phương mình áp lực rất là nhiều luôn, bởi vì cái sự không chín chắn của bạn, cái sự không điều khiển cảm xúc của bạn sẽ khiến cho họ rất là dễ dàng là không muốn ở gần bạn. Ở đây không có chuyện bắt cá hai tay hay lừa dối đâu, mà do là bạn á, là bạn làm quá nên họ sợ họ bỏ chạy thôi. Và các bạn cứ lo điên cuồng, điên máu, điều khiển cảm xúc mình không được á, do đó bạn không có chú ý bản thân của mình và không chiều chuộng mình để giữ cho mình xinh đẹp, giữ cho mình lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, biết lắng nghe, để được sự chú ý của người ta lâu dài. Các bạn bỏ quên điều này luôn rồi. Và lá bài thứ ba sẽ là vấn đề làm sao để bạn được kết quả quay lại với người này, thì các bạn có lá bài hai kiếm. Thật sự á, họ đang ở cái sự lựa chọn và khó khăn trong việc đưa quyết định. Họ bị che mắt ra bạn. Có thể là họ cố ý là cho thấy họ tránh ra việc đưa ra quyết định là có muốn trở về các bạn hay không. Và có dấu hiệu là họ đang cố gắng lẩn trốn và tự lừa dối mình và bạn luôn, để bỏ ra những cái quyết định, đưa ra những giải pháp để cho tình cảm của bạn qua một cái điều gì khác hẳn luôn. Và họ đang tiếp tục duy trì sự lạnh lùng và im lặng, giữ khoảng cách, phủ nhận cảm xúc thật của mình luôn nha các bạn, giả vờ không nghe không thấy gì hết, ngăn chặn cái nguồn cảm xúc đối với bạn, tình yêu của hai người. Dấu hiệu là mối tình của hai bạn khiến cho họ và các bạn gặp nhiều nỗi đau, chịu đựng những gì trải qua, khó khăn, lo lắng cho mối tình này rất là nhiều, và cuối cùng nó sẽ dẫn đến sự biến đổi của tình cảm của hai người, là cho thấy cái sự hiện thân cũng có đe dọa tình cảm hai người trước tình hình hiện tại rất là cao nha các bạn. Một cái lá bài nó hơi buồn, nhưng mình nghĩ là cái gì cũng vậy hết á. Và có khi là bạn cảm thấy là bạn không chấp nhận cái việc này xảy ra, bạn và họ trốn tránh tình hình thực tế. Bạn, nếu như bạn cảm thấy mình không được cái vấn đề này thì mình nên nhìn vào sự thật, chấp nhận cái việc đó đi các bạn, đối mặt với nó và buông bỏ nó một cách dứt khoát nhất để chúng ta có thể tiến đến một mối tình khác. Bởi vì khi bạn không kết thúc cái này thì làm sao cái mới nó có được, nó rất là khó. Và trong vấn đề tình cảm thì lá bài này mang ý nghĩa là bạn hãy lựa chọn cho chính bản thân của mình. Bạn muốn mình sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời để tiến tới một mối quan hệ xứng đáng bạn hơn thì bạn cứ bước ra. Còn không, bạn chọn cách sống bi kịch, buồn, tối nào cũng khóc thì bạn ở lại cái mối tình này ha. Và một trong hai bạn vẫn còn đang che giấu cái gì đó với người còn lại. Đây chính là cái tiền đề tạo ra mọi sự tan vỡ trong mối quan hệ. Nếu như hai bạn không biết giao tiếp tốt hơn, giải quyết cái vấn đề ngay lập tức thay vì giấu trong lòng, trốn tránh, không dám đối mặt với nó, thì cái này là một điều nhất nhiên hai bạn sẽ phải chia tay thôi. Bởi vì niềm tin không có, cái sự giả dối không thành thật ở đây thì sao mà yêu nhau được các bạn. Và cái việc các bạn là nên quyết định là ở lại hay không ở lại là sự lựa chọn của bạn nha. Hai thanh kiếm là hai cái đường đi khác nhau, bạn nên lựa chọn sáng suốt nhất cho chính mình. Và thông điệp của lá bài Oso là kẻ nổi loạn. Cái lá bài này xuất hiện, nó nói là các bạn cần phải được khai sáng để các bạn không còn cam tâm làm nô lệ trong những cảm xúc tiêu cực nữa. Có thể điều này rất là khó khăn với bạn, nhưng mà bạn không thể giam cầm mình ở trong cái nỗi tiêu cực đó mãi mãi, vì nó sẽ khiến cho bạn thêm điên dại và khốn khổ thôi. Bởi vì khi bạn ở tận cùng của cơn cùng cực đau khổ rồi, thì bất kỳ ai cũng muốn vươn lên. Nếu bạn không vươn lên thì tự bạn giam cầm mình trong cái đáy sâu đó thôi. Bởi vì một cái người mà khai sáng chính là cái người phát hiện ra mình sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai, không phụ thuộc vào cảm xúc của người nào, một cái cộng đồng hay là một cái tình yêu gì hết, mà chính bạn là cái người phải yêu bản thân của mình để chịu trách nhiệm cho việc khẳng định bản thân và sống vì chân lý chính cho các bạn.
Đây là cái thông điệp mà Osho muốn gửi đến cho các bạn. Hãy thoát mình ra khỏi những cái giá trị đau buồn tiêu cực chính mình nha các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ bài màu tím. Và trong trái bài các bạn có những lá bài sau đây. Đầu tiên các bạn có lá bài The World. Lá bài kế tiếp nữa là lá bài The Hanged Man, người treo lơ lửng trên cành cây. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn có lá bài The Helmet. Chính bản thân của họ nhìn thấy bạn một cái hình ảnh là một người đã đi đến giai đoạn của hành trình, hoàn tất tất cả những cái gì bạn ước muốn trong cuộc sống này. Bạn có thành tựu, bạn có sự thỏa mãn, tất cả những cái nỗ lực bản thân của bạn hình như đang đạt được kết quả rất là tốt. Mà chính họ cũng được thấy được cái điều là những cái gì bạn làm có hiện tại bây giờ chính là cái quá trình bạn lao động không ngừng nghỉ. Lực nhân quả nó không có bỏ sót người nào hết trơn á. Do cái lực nhân quả nó tác động bên rất là nhiều. Bởi vì bạn đã cho đi rất là nhiều rồi. Và đây là cái thời điểm họ thấy bạn nhận được những giá trị tương tự. Và nó đến với bạn ngày lúc càng rất là nhiều luôn. Đây là cái thời khắc mà họ thấy bạn thực sự lột xác, thoát khỏi cái vỏ bọc khô cằn của cán sâu, trở thành một con bướm xinh đẹp và màu sắc. Và đây là một cái đại diện, một cái thời gian mà các bạn cảm thấy là những cái trải nghiệm của mình, những cái thành tựu của mình nó rất là sáng chói luôn. Nhưng bên cạnh đó, bạn có một cái sự cống hiến và phục vụ cho cộng đồng một cách rất là nhiều luôn. Bạn cống hiến hết mình cho những cái niềm vui của mình đối với hạnh phúc của người khác. Một sự thể hiện niềm vui và muốn chia sẻ cái niềm vui này đến cho những cái người khác ở xung quanh bạn. Và ở bạn, họ cũng thấy là bạn có một sự hiểu biết sâu rộng về vai trò của bản thân của mình nè. Và bạn ảnh hưởng đến một cái môi trường nào đó thuộc về bạn. Ví dụ như bạn đi học, bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến trong lớp học của bạn. Bạn đi làm, bạn cũng sẽ ảnh hưởng trong cái môi trường. Bạn có một cái lượng fan nhất định, một nơi mà thực sự phù hợp với các bạn. Bạn rất là sáng chói trong vấn đề này. Tuy nhiên á, nếu như các bạn đang gặp vấn đề với tình cảm của mình á, thì lá bài này cũng ám chỉ là mối quan hệ của bạn đang có một cái sự không rõ ràng ở đây. Và cái thời điểm này là các bạn phải buộc đưa ra cái quyết định để cho mọi việc sáng tỏ hơn. Và nếu như các bạn đã gắn bó một cam kết tình yêu không có chuyện gì hết á, thì cái lá bài này xuất hiện cho thấy là các bạn sẽ bước qua một giai đoạn mới, có thể là sẽ cam kết về chung một nhà nha các bạn. Và cái mối quan hệ này á, hình như là các bạn đang còn bị buồn về chuyện tình cảm cũ rất là nhiều. Cái chuyện tình cảm cũ khiến bạn bị tổn thương và không dám tiến đến đối với họ. Và cái điều này bạn phải nên xem lại ha. Bởi vì cơ hệ cái người này là một cái người rất là có triển vọng với các bạn. Nếu như các bạn thờ ơ với họ thì có lẽ là họ sẽ rời xa bạn luôn á. Do đó bạn phải quan tâm tìm kiếm cái sự hòa hợp về tình cảm đối với người này. Mong chờ một cái tương lai thực sự. Thực sự là mình rất hy vọng cái mối quan hệ hai người được chính thức công nhận của tất cả mọi người. Cái lá bài này rất là đẹp cho tình cảm cho các bạn. Và có dấu hiệu là trong chuyện tình cảm của hai bạn á, bạn đang để cho cái sự lặp đi lặp lại những cái kiểu quan hệ tiêu cực giống nhau, cái vòng lặp á. Do các bạn không có thấy bài học trong cái sự sai lầm của mình khi xưa, không chịu rút kinh nghiệm ra, mà bạn đã chuyển vội vã sang cái mối quan hệ khác, khiến cho mối quan hệ này giống y chang mối quan hệ trước luôn, không gì khác gì hết. Bởi vì bạn tiến tới người mới, bạn muốn cái người mới giống người cũ, bạn còn nhớ người cũ thì làm sao có hạnh phúc được các bạn. Do đó bạn tại sao bạn suy nghĩ tại sao mình cứ tiếp tục cái mô hình này hoài vậy, để cho tiếp diễn hoài vậy, vòng lặp nó diễn ra hoài là không được. Bạn phải thay đổi nó bằng cách là mình thấy cái bài học từ những cái chuyện quá khứ khi xưa. Bạn cần phải giải quyết nó và làm khác đi, thì chính bản thân bạn mới thay đổi cái cục diện tình cảm của bạn với người này. Và ở giai đoạn này hình như là cái mối quan hệ các bạn không được suôn sẻ. Có thể là đối tác của bạn đang giữ chặt cái gì đó, họ không giấu giếm, họ không có muốn nói ra, họ muốn tâm sự. Do đó mình phải coi lại cách mình nói chuyện yêu mình như thế nào nha các bạn. Bạn có thực sự là lắng nghe không? Bạn có thực sự là hấu hiện không? Bạn có phán xét không? Mình hãy bỏ những cái khóe phán xét cho các bạn. Vì tình yêu là tình yêu giữa hai bên, nơi xây dựng tinh thần và giá trị cho nhau, đem sự yêu thương, sự hy sinh. Bởi vì đây là cái gì đó, bạn đừng để cho cái mối quan hệ này là mối quan hệ khiến cho bạn lo lắng. Cái sự đổ vỡ từ chính cái những cái thờ ơ, những cái mong muốn, những cái kỳ vọng của bạn
muốn ở người yêu mới nhưng người yêu cũ là không có được nha các bạn ơi. Và nếu như các bạn cảm thấy là mình bế tắc hoặc hay bắt trong trong mối quan hệ này vì sự hy sinh các bạn không mang lại kết quả mong muốn đó, hay là khuyên là các bạn nên lựa chọn nghỉ ngơi đi và chấp nhận cái sự thất bại này. Cái việc này không có cổ vũ bạn đứng lên đấu tranh vì kết quả của sự thất bại. Bạn nên chấp nhận và nhìn nhận lại mọi việc bằng con mắt khách quan nhất, thấy cái bài học của mình. Đừng để cho cái vòng lặp cũ nó diễn ra hoài, như vậy là không có tốt các bạn. Bởi vì các bạn cứ bị mưu cầu, các bạn muốn kỳ vọng vào mối quan hệ thì các bạn chính là cái người đau khổ nhất trong tình yêu thôi. Bởi vì các bạn cứ bị thèm muốn những cái kỳ vọng người kia sẽ mang đến cho mình những thứ gì. Về cơ bản là các bạn sẽ nhanh chóng thất vọng về nhau, bởi vì có ai đem đến cho nhau cái gì đâu, sẽ mang đến cho ngục tù khổ đau cho nhau mà thôi các bạn. Mình nghĩ là các bạn không nên học cách yêu làm gì cho mệt đó, mà phải học cách làm sao để giữ tình yêu không mất mới là quan trọng. Cái điều là quan trọng nhất là làm sao để không mất là sao, là mình phải học biết thế nào là lắng nghe, biết thế nào là tạo giá trị. Hãy bỏ ra cái thói quen là hay đòi hỏi người khác, mong muốn sở hữu người ta, kỳ vọng người ta. Điều này sẽ tạo nên sự hủy diệt và xung đột trong mối quan hệ thôi các bạn, bao gồm cả tình yêu luôn. Bởi vì tình yêu nó sẽ không có bao giờ cảm giác ghen tuông, chiếm hữu, cạnh tranh, phụ thuộc hay đòi hỏi việc người yêu mình phải hoàn hảo. Không có ai hoàn hảo trên đời nữa, mà cái này là do cái tôi của bạn muốn vậy thôi. Bởi vì khi bạn thực sự yêu ai đó thì cái tôi của mình nó phải bắt đầu tan chảy và biến mất. Mình phải để cho cái sự yêu thương của mình, sự cho đi, sự không chờ được nhận lại thì mới chính là cái sự trưởng thành trong tình yêu. Đây là mối yêu thật sự nha các bạn. Bởi vì yêu mà còn tính toán, yêu mà muốn người này làm cái này, người kia làm cái nọ cho mình, còn ghen tuông, còn tạo sự không có thoải mái thì sao yêu, chật lắc hết trơn à. Và cái này lời khuyên của bậc thầy về tâm linh Osho cũng khuyên với các bạn, mình phải nên làm sao để giữ lại tình yêu. Đừng học cách yêu, học cách giữ tình yêu trước đi, điều quan trọng hơn các bạn. Và lá bài số 3 sẽ là gì? Lá bài số 3 làm sao và kết quả của mối quan hệ như thế nào? Lý do tại sao họ làm như vậy? Thì các bạn có lá The Helmet. Khi mà lá bài này xuất hiện, mình nói các bạn, cả bạn và họ phải chấp nhận cái việc sẽ trải qua sự cô đơn về tâm hồn. Các bạn sẽ có những cái không gian riêng tư để suy nghĩ về bản thân. Đây thật sự không phải là lá bài đẹp về tình yêu, mà lá bài nó muốn cho các bạn buông bỏ những cái thói quen, những cái mối quan hệ thân thuộc, sống một mình, tập vào bên trong, yêu bản thân của mình, hiểu mình cần gì và muốn gì trong cuộc sống này. Bởi vì đây là một lá bài trầm lặng, các bạn sẽ không đạt được cái sự sáng suốt thông qua những cái tình yêu mù quáng, những buổi tụ tập tiệc tùng. Cái sự sáng suốt sẽ được gieo trồng trong lòng chúng ta, và khi chúng ta ở một mình thì chúng ta mới chịu nhìn lại mình, độc hành trong bóng tối và hướng về bên trong để khai thông cái nhận thức của chính mình. Từ đó các bạn sẽ đạt được thông tuệ, biết mình cần gì và muốn gì trong tình cảm và cuộc sống, khám phá bản thân của mình từ những cái góc khuất của tâm hồn của mình. Nó sẽ dẫn cho các bạn thoát ra khỏi những cái bến xe đổ ngày xưa. Chính là bài trước đã nói bạn hay gặp vòng lặp rồi, thì đây là cái thời điểm để cho các bạn phải sống trải nghiệm cá nhân, cả bạn và họ luôn á. Đây là cái dấu hiệu rút lui ra khỏi mối quan hệ, quan tâm với thế giới bên ngoài, sự rút lui cảm xúc của mình với người khác, rút lui về để phát triển bản thân. Đây là một cái hình ảnh biểu thị cho trưởng thành. Bởi vì các bạn biết cái sự trưởng thành là gì không? Trưởng thành là cái lúc bạn gặp đau khổ cuộc đời, bị sóng gió, bị người yêu bỏ, công việc thất bại, bạn bè không xung quanh, thì lúc này các bạn đau khổ tổn thương quá rồi, tự nhiên các bạn sẽ trưởng thành, tự nhiên các bạn muốn trở về để khám phá bản thân của mình. Bạn sẽ có thể là đơn độc, nhưng cái đơn độc này giúp cho bạn quan sát và học hỏi thế giới xung quanh. Từ đó bạn sẽ đạt được trí tuệ của cuộc sống mình, bạn sẽ sáng suốt và sắc sảo hơn cho cái việc mà bạn dẫn đường cho người khác. Tức là bạn sẽ phát triển vượt bậc sau những cái tổn thương, sau những cái một mình này. Sự nếu như các bạn đang muốn quen một cái người mà như cái như này, như cái người helmet này, là một sự bế tắc. Bởi vì họ sẽ tạm ngưng chia sẻ cái mối quan hệ tình cảm với ai, họ không cảm thừa nhận mặc dù có yêu bạn đi chăng nữa, thì cái họ hồn tiếp người là tuyệt đối là xa lánh những cái phức tạp của tình yêu. Họ xem cái tình yêu không có quá quan trọng với họ ngay lúc này. Họ cần là cần cái không gian cho họ,
bạn sẽ rất tủi thân bởi vì họ sẽ khá vô tâm và thờ ơ lạnh nhạt với mình. Do đó các bạn thôi đi các bạn, kệ cho họ có sự phát triển của họ, mình nên tôn trọng người ta. Người ta làm những điều người ta muốn mà, sao mình cấm cản được các bạn. Và không được có ô sầu muốn gửi đến các bạn là gì? Khi mà lá bài sự buông bỏ này xuất hiện á, nó dấu hiệu là các bạn phải nên đối mặt với sự thật là bất cứ thứ gì bạn có được ngay hiện thời điểm này thì nó cũng sẽ ra đi. Nên chấp nhận cái sự đau buồn này và đừng cố gắng giữ lấy nó. Bởi vì có một thứ gì đó đang rất tuyệt vời đang chờ các bạn. Một cái khía cạnh lớn hơn sẽ được phát hiện. Bạn đã đi qua cái điểm mốc của tổn thương để phát triển bản thân rồi. Đây là lúc bạn không muốn quay lại nữa. Bởi vì lực hấp dẫn đã khiến cho các bạn phải đưa ra một cái hướng khác. Nó đại diện cho sự khó cọi những cái gì đó tiêu cực ngày xưa. Do đó các bạn phải thấy mình sẽ là những cái người, một cái tôi thực sự đã xuất hiện. Một cái tôi mà vì người khác, một cái tôi mênh mông bao dung yêu thương hơn. Và sự biến mất của cái tôi vô tội, cái tôi tiêu cực, cái tôi của biết mong muốn và kỳ vọng ở người khác mà không có muốn thay đổi mình. Bởi vì các bạn mang tâm lý thay đổi người khác là bạn sẽ gây đau khổ cho chính mình thôi các bạn. Bạn phải đấu tranh về những cái mong muốn kỳ vọng đó. Những cái tiêu cực nó dẫn ta đi từ những cái việc này. Cái phức tạp nảy sinh từ những cái cuộc chiến mà các bạn mong muốn kỳ vọng với người ta. Bởi vì khi bạn là cái người chấp nhận cái sự thất bại này, từ bỏ chiến đấu, và các bạn thấy là khi mình chấp nhận thất bại rồi thì mình thấy cái những cái này nó bình thường lắm. Giống như là cái một bức tranh, một cái gì đó nó bình lặng lắm các bạn. Khi bạn tập đi, mình chấp nhận cái việc đó là chứng minh là mình đã trưởng thành rồi. Đây là lúc mà bạn để cho mọi việc nó giống như là nó hư thông á. Cái như là cái nước lên cái lá sen nó tự nó tuôn xuống á, giống là người ta nói là nước đổ lá mô mình nước đổ lá sen, giống giống vậy á. Bạn sẽ không có để cho cái nước nó ảnh hưởng đến mình. Đây là cái điều bạn phải cần học. Đây là cái khoảnh khắc quý giá buông bỏ, chấp nhận đầy đau xót, nhưng mà thực sự bạn phải cần làm, bởi vì nó sẽ đưa cho các bạn tiến tới một cái gì đó phát triển hơn sau này. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.